Dạy tiền thứ sáu. Các cơ là tôi nè, đề nghị tất thiên ra nè. Ghe phải đi đủ 3 vòng sáu đầu, ghe phải đi đủ 3 vòng sáu đầu vào nhân dài. Dài 8 tháng do cháu Văn Đình Điệp, con của anh Văn Bình, sẽ tặng một con heo trọng lượng 50 kg. Tổ ba đang đi trước mặt về trung lưu. Nếu mà cứ đi theo kiểu này là khả năng con heo là 99% là bờ bê rồi đó nghe. Đó, từ bơ là 200 ghế rồi nè, từ bơ bơi khả năng là 99 rồi đó nghe. Các ghế phía sau là cổ lên nè. Dài 8 tháng do cháu Văn Đình Điệp, con của anh Văn Bình, sẽ tặng từ giá một con heo trọng lượng 50 kg. Các hữu hết khả năng của mình trên tinh thần đoàn kết. Đề nghị cả các lực sĩ tới đây tăng nhiệt nhất với ca tới ba. Đề nghị các chủ thuyền, xin mời các chủ thuyền vào bắc thăm giải tiền số 7. Xin mời các chủ thuyền vào bắc thăm giải tiền số 7. Đang tăng giải nhất, đang tăng giải nhất đó là chiếc ghe của tổ 3 và chiếc ghe của tổ 2. Đang tăng giải nhất đó là chiếc ghe của tổ 3 và chiếc ghe của tổ 2. Kéo lại tôi lên đây cái tổ 3 nha. Đang tăng giải nhất đó là chiếc ghe của tổ 3 và tổ 2. Ghe tổ 2 và tổ 3 đang tăng giải nhất. Đang tăng giải nhất đó là chiếc ghe của tổ 2 và tổ 3. Đề nghị các anh tắt camera, đề nghị các anh tắt camera. Rồi. Như vậy là ghe tổ 2 và tổ 3 đang tăng giải nhất. Ghe tổ 2 và ghe tổ 3 đang tăng giải nhất.
phải đi đủ ba vòng sáu tao nhà văn như vậy. Ghe đang đua trên dòng sông. Giá tiền này do vợ chồng anh Hồ cử trao tặng thì giá 1.500.000. Ban tổ chức xin thông báo giải tiền đang đua trên dòng sông, đó là giải tiền số 6. Giải tiền số 6 xong sẽ đua giải tiền số 7 nội bộ. Sau giải tiền số 7 kết thúc sẽ tổ chức đua tự do giải 8 và giải 9. Nếu không có ghe nào tam thăng thì sẽ tính điểm để trao giải tam thăng. Rất là hoan nghênh tinh thần của các lực sĩ ghe tổ 2, mặc dù đi sau nhưng mà bây giờ là đang dẫn đầu của giải tiền số 6 này. Ban tổ chức xin thông báo sẽ có giải tam thăng do cháu Văn Đình Điệp, con của anh Văn Bình trao tặng, một con heo trọng lượng 50 kg. Nếu không có giải tam thăng sẽ tính điểm để trao giải. Sau giải tiền số 7 là sẽ kết thúc đua nội bộ, và giải tiền số 8 số 9 sẽ mời lực lượng bên ngoài tham gia. Giải tiền số 7 này sẽ đua nội bộ do đội xe của thuộc Tổng Thông Tu trao tặng. Như vậy là xe 3 bánh đến xe 4 bánh là của thôn chúng ta là mấy chục chiếc rồi, riêng xe 2 bánh là 1.500 chiếc. Nhất giải tiền thứ 6 ghe tổ 2, nhì ghe tổ 3. Số 7 này là tùy giá.